Bác xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Và từ khi cái mẫu sản phẩm DB Optic mới ra mắt, cho ra mắt phiên bản KM350 Pro này thì được nhận được sự ủng hộ khá nhiều anh em khán giả, và đặc biệt là bên cả Tùng Audio ấy, về được mẫu mới như này. Bên em về ban đầu thì em nghĩ là số lượng ít đã để phục vụ anh em, để xem anh em trải nghiệm và đánh giá ra sao, mà không ngờ các bác anh em đặt hàng quá là nhiều. Bên em lại tiếp tục về hàng với mẫu sản phẩm DB Optic KM350 Pro để phục vụ anh em đây. Hôm nay là đơn tiếp theo nữa của một bác khách hàng đến từ Kiên Giang. Bác này tên là Sơn và chọn lựa ngay cho mình bộ sản phẩm DB Optic KM350 Pro. Đây là mẫu vang cơ line số mới nhất của DB Optic nhé. Có logo thương hiệu mới này và giao diện rất là đẹp mắt, chơi phóng hát gia đình. Và đặc biệt là nếu như anh em đang sở hữu cho mình những trang thiết bị âm thanh mà đã quá là xịn sò rồi đấy, chúng ta muốn trải nghiệm cao hơn nữa, chúng ta muốn lên một cái tầm cao hơn nữa, hát karaoke gia đình chuyên nghiệp, thì không thể thiếu được một mẫu vang cơ lai số rất là hiện đại DB Optic KM350. Cái mẫu này chất lượng thanh số này, thì anh em có thể là điều chỉnh chi tiết tất cả các cái giải chức năng bằng cơ đấy, một cách sử dụng rất là đơn giản và hiệu quả với người dùng, đúng không ạ? Và đặc biệt là với DB Optic K50 Pro này thì có remote điều khiển cho anh em có thể lấy sử dụng qua cái điều khiển là anh em bật tắt này, tắt volume âm lượng này, chuyển bài này. Cái chuyển bài này thì anh em sử dụng khi các bác về em cắm với USB nhé, cắm với USB thì chúng ta sẽ sử dụng được cái phím chuyển bài này. Ngoài ra thì có phần chuyển đổi cổng vào này đấy, và có chế độ nhạc này, EQ này đấy. Các bác anh em thử sử dụng cái điều khiển này xem nó có hợp lý, xem nó có hay, có trải nghiệm, đám trải nghiệm của các bác anh em hay không. Và với DB Optic KM350 Pro hình thức quá đẹp mắt rồi, em đã làm video test và review rất là kỹ cái mẫu sản phẩm DB 350 này rồi. Các bác anh em cảm thấy là rất cực, thực sự là hài lòng với mẫu sản phẩm DB Optic KM350 phiên bản mới nhất. Mặt sau thì bao gồm rất là nhiều các đường cắm ca lông cho bác anh em ghép lối xuống âm ly hay cục đài. Đấy, có đường dây tín hiệu qua anten Bluetooth, đường dây cổng quang, đường dây tín hiệu VOD, BME, GM cho anh em lấy tín hiệu từ TV, máy tính hay điện thoại di động này. Và tiếp theo là hai cổng mic thiết kế mặt sau và có hai volume riêng biệt. Bộ này thì có thêm cả phần chức năng ghi âm. Đấy, quá tuyệt vời với dòng sản phẩm chính hãng của DB Optic như này. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm chất âm của DB Optic KM350 Pro cho bác Sơn đến từ Kiên Giang. Và tiện đây thì em cũng làm luôn video em thử cho bác và em nghe thử trải nghiệm thử chất lượng âm thanh echo của em KM350 này, và chiếc tiếng chất lượng âm thanh reverb và kết hợp cả echo reverb nhé. Ở đây em xin phép các bác và em sẽ đặt lên trên máy đây để em cùng với các bác và em test luôn thử chất lượng âm thanh của bác Sơn khi đã chọn lựa bộ sản phẩm DB Optic KM350. Mẫu này thì về đấy, các bác và anh em yên tâm. Điều đầu tiên là các bác và anh em yên tâm bên cửa hàng Tùng Audio, đó chính là khi các bác và em nhận hàng về thì bên em đã set up trước một cái chế độ rồi, chế độ hát rồi, và em đảm bảo là sẽ hợp lý với tất cả phòng hát gia đình. Các bác và em nghe nhạc là chỉ có quá phê thôi, hát karaoke chuyên nghiệp này, nghe nhạc cực hay này, với bộ sản phẩm KM350 Pro. Hình trước đây, đây là một cái điểm cộng rất là đáng chú ý của nhà sản xuất DB Optic KM350 mang lại cho tất cả anh em người dùng một cái cảm giác là đúng là một cái thiết kế công nghệ, đúng không ạ? Mặt màn hình em cảm giác tuyệt vời, bởi vì nó khác so với tất cả các dòng vang cơ lai số như em đã nói ở những video trước. Cái mẫu này màn hình rất là đẹp, nhiều tông màu khác nhau, và ngoài ra thì có giải đèn led chạy đều cho hai bên khi bác và em alo thử tiếng mic. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng là trải nghiệm chất âm của DB Optic KM350. Và em sẽ thử test cái chế độ echo này và test chế độ reverb này. Rất nhiều em đánh giá với cái dòng này có tiếng echo rất hay và đặc biệt là reverb nữa. Thì để xem là với KM350 thì anh em đánh giá như vậy có đúng hay không, thì cùng với em Tùng là trải nghiệm luôn, thử luôn. Và anh em hãy sử dụng tai nghe, đặc biệt là bác Sơn nữa, bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm chất lượng thanh của chính cái bộ sản phẩm bác đã lựa chọn bên cửa hàng Tùng Audio. Đây, đầu tiên thì em xin phép các bác, em sẽ vặn cái phần tính năng reverb trước. Ở đây em sẽ test luôn cái echo trước này. Em sẽ vặn cái tính năng reverb về không. Đây các bác thấy chưa, nó có một cái dấu chấm ở đây để các bác và em có thể vặn và căn chỉnh làm sao nó phù hợp. Cái dấu chấm này đang về không đây rồi, chế độ không đây rồi. Bây giờ em sẽ để luôn ở cái chế độ echo này. Em thử alo tiếng echo trước nhá. Còn các cái giải ở đây em chỉnh rồi. Đấy, về các bác và em chỉ cần ghép lối vào phòng hát gia đình thôi. Vặn mỗi cho em 4 cái phím volume này là các bác và em hát karaoke rồi, không cần phải thao tác bất kỳ cái điều gì khó khăn cả. Ok. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6
7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, đấy là về phần echo nhá. Em đánh giá sao về tiếng chiết lợi echo của DB KM350 vào đồ ạ? Tiếng chiết lợi echo của em này thì quá mượt mà đúng không? Anh em nghe tiếng các cái giải ấy, nó rất là đều. Nhất là cái phần echo ấy, nó nhại, rất là mềm. Và cái khoảng cách của nó thì dường như là tương đồng hết. Từ cái lúc mà em alo xong đến lúc nó dừng lại cái tiếng alo cuối cùng ấy, là tiếng của em echo của em KM350 này quá mềm, thực sự xuất sắc các bạn ạ. Và tiếp theo là em sẽ thử cái tính năng reverb xem như thế nào. Và nếu như anh em muốn thử tính năng reverb ấy, thì chúng ta phải yêu cầu chúng ta phải tắt hết echo. Và bây giờ thì em xin phép bạn echo về không. Đấy, em cho reverb lên một chút. Đấy, đây là tính năng reverb. Nếu anh em nào thích hát reverb không, reverb nó là một cái tính năng hiệu ứng phòng kín này, hoặc là tính năng hát hàng động. Khi bác về em hát lại thì nó sẽ dội lại một cái tiếng rất là vang vọng, và cái tiếng của mình nó được bị thay đổi. Đây là gọi là cái chức năng reverb. Và anh em lưu ý hãy sử dụng tai nghe thì mới có thể là trải nghiệm được cái tính năng này nhá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6. Ok, đấy các bác và em nghe tiếng reverb chưa? Thực sự là rõ nét quá nhá. Đấy, nghe như kiểu là các bác và anh em đang ở trong một cái hang động, chúng ta nói ra cái điều gì thì tiếng nó vang lại, nó thu lại ở trong một cái khoảng cách không gian thu hẹp, rất hay, rất tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ thì em xin phép em kết hợp cả echo, cả reverb để xem anh em hát trải nghiệm phòng hát gia đình. Nhiều khi chúng ta phải kết hợp cả echo, cả reverb thì tiếng chất lượng âm thanh nó sẽ như thế nào. Và lưu ý nhá, nếu như anh em hát karaoke gia đình ấy thì chúng ta hãy lên chủ yếu chúng ta tăng cái phần echo này, cái giải vang nhại này, và reverb chúng ta để nhỏ thôi. Như vậy là chúng ta kết hợp được cả echo và cả reverb, nó rất là đồng điệu, và thứ hai là nó hài hòa trong tất cả phòng hát gia đình. Chúng ta không nên sử dụng quá nhiều vào tiếng reverb, vì chủ yếu anh em hát sẽ là thiên về cái phần echo hơn. Thế nên là chúng ta hãy sử dụng echo nhiều này, reverb một chút xíu thôi, là nó sẽ đem lại chúng ta một cái cảm giác cực kỳ bay bổng với phòng hát gia đình. Và ngay bây giờ thì trải nghiệm chất âm thật sự của mẫu KM350 Pro phiên bản cao cấp nhất của DB Acoustic cho bác khách hàng Sơn, cũng như là anh em khách hàng đã đặt hàng với mẫu sản phẩm DB Acoustic này nhá. Các bác và em hãy sử dụng tai nghe một lần nữa này, anh em tùng alo thử một vài tiếng, anh em đánh giá luôn ở dưới phần bình luận video nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 alo 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, anh em thấy tiếng chất lượng thanh của em có chuyên nghiệp không ạ? Quá tuyệt vời đúng không? Với DB Acoustic KM350 Pro mang lại cho chúng ta một cái cảm hứng bất tận khi chúng ta sử dụng hát karaoke gia đình, phòng hát. Và đặc biệt là với mẫu sản phẩm này, nếu như anh em bây giờ muốn trang bị cho mình một con vang cơ lai số ấy, tiếng chất lượng thanh tuyệt vời này, giao diện phong cách mới này, hiện đại công nghệ này, thì liên hệ ngay số thoại tụ audio 0979629336 để đặt hàng ngay mẫu sản phẩm vang cơ lai số phiên bản cao cấp nhất mẫu mới ra mắt DB Acoustic KM350 Pro nhá. Và số lượng hàng thì phục vụ anh em cả nước luôn, nên anh em yên tâm về cái chất lượng cũng như là về phần tính năng chất âm hát của DB Acoustic KM350 mang lại chúng ta nhé. Và video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn anh em khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Tụ Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.